Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng, đang thiết tha cùng đàn từng bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về. Kính chào quý vị, kính thưa quý vị, như bài hát quý vị vừa nghe, Tết đang đến và Tết không thể thiếu hoa mai theo truyền thống Việt Nam. Do đó như hai Tết trước, lần này là lần thứ ba trong dịp Tết chúng tôi trở lại vườn mai vàng Florida để cùng quý vị đi thăm vườn mai vàng đang nở rộ những cánh hoa rực rỡ và tìm hiểu thêm những nét mới trong dịp Tết này. Chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi. Với hàng ngàn chậu mai vàng đang nở rộ rực rỡ diễm kiều trong bốn greenhouse và dọc theo bờ ao, một du khách cho biết: hôm nay được dịp, bữa nay ngày lễ ha, được nghỉ lễ, thế là chạy lên đây đi thăm vườn mai trên này, cảm thấy rất là vui, rất là tâm hồn, rất là lâng lâng nhớ về Việt Nam. Dạ, thời hồi nhỏ lúc mà bên Việt Nam á, hay dẫn đi đi chợ, chợ Tết có rất là nhiều mai, nhưng mà đã qua đây lần 27 năm rồi. Và mới lần đầu tiên mới được vào mấy vườn mai, vừa đẹp, vừa xinh, vừa cảm thấy như là sắp Tết tới rồi vậy đó, rất là mừng, rất là... cái gì tâm hồn rất là nhớ về Việt Nam và nhớ là thời xưa mà hoa mai sao nó đẹp quá trời quá đất luôn, còn chưa bao giờ 27 năm nay rồi mới thấy rất là hoa đầy hết cả một cái vườn rất là đẹp. Đến Hoa Kỳ tị nạn, đa số các gia đình người Việt tại các tiểu bang lạnh chỉ có hoa mai vàng làm bằng nhựa dẻo, giấy hay vải lụa để đón Tết. Trong bối cảnh đó, với lòng yêu mến hoa mai và mong muốn gìn giữ văn hóa Việt Nam, một thanh niên trẻ 40 tuổi đã bỏ ra 17 năm âm thầm tìm hiểu, thử nghiệm với bao khó khăn để tạo dựng thành công vườn mai vàng Việt Nam nguyên thủy. Tết năm ngoái đã cho 5.000 chậu hoa mai nở rộ và Tết Bính Thân năm nay anh cho biết: Vườn mai vàng của con năm nay đã được con cho ra hoa, đã được 8.000 cây mai trong Tết năm nay thưa chú. Toàn thể thì anh hiện có đang có bao nhiêu cây trong vườn ạ? Toàn thể năm nay con đã thực hiện được từ lớn cho tới nhỏ là được 85.000 cây mai rồi thưa chú. Con chỉ yên ương từ hạt lên, nó có rất là nhiều loại mai, nhưng mà đặc biệt nhất là năm nay con ra chỉ có hai loại mai. Một là cây mai nó lên thẳng, giá 99 đồng một cây, được 4 năm tuổi, 4 năm cho 4 năm rưỡi, cái gốc nó bằng ngón tay cái của mình, và đồng thời là bông rất là nhiều, nó cao có khoảng 2 feet. Bà con có thể trồng tạo tác thành tác phẩm bonsai. Còn đối với cái loại cây mai này thì giá luôn cả tiền shipping thì chỉ có 150 đồng thôi, là con ship cho tất cả các cô chú và các anh chị khắp mọi nơi. Cây mai này nó cũng đã được 6 năm. Còn cây mai này giá thành là 250 đồng. Cây này đã được 9-10 năm tuổi, trở thành một cái tác phẩm bonsai. Cây mai này là cây cúc mai, nó đã theo sang đã 14 năm nay rồi thưa chú. Thì cây mai này đặc biệt nhất là cây hoa của nó giống như hoa cúc. Hoa của nó giống như hoa cúc. Cây mai này thì rất là đắt tiền thưa chú. Tuy nhiên là vườn mai vàng sẽ mùa hè này sẽ nhân giống ra. Còn cây này cũng là cúc mai, cũng là uống là giáng long, cũng đã được mười mấy năm rồi thưa chú. Đây là cây mai là để mà nó đón xuân. Sở dĩ cây cúc mai này sang cho nó nở sớm để mà quý bà con biết được đến cái cây cúc mai nó nhìn nở như thế nào. Còn đây là những cái tác phẩm toàn là bonsai về cúc mai hết toàn bộ. Đó là những cái cây lớn, hoa cúc bây giờ búp nụ như là nở đúng Tết. Vườn mai vàng Florida sẽ cung cấp cho bà con từ Thanksgiving cho tới tháng 4. Lúc nào cũng có hoa mai nở. Bà con ở vùng những cái tiểu bang lạnh, có những cái tiểu bang không có xếp được vào vùng lạnh, thì tới cuối tháng 2 đầu tháng 3 hay là cuối tháng 3 đầu tháng 4 cũng vẫn có hoa mai nở. Sang cũng sẽ xếp đi đến nhà cho tất cả các cô chú và các anh chị. Năm nay chúng tôi cũng gặp nhiều khách đến mua hoa mai hoặc ngắm mai vàng nở rộ và chụp hình kỷ niệm nhiều hơn hẳn năm ngoái. Chào chị, thưa chị, sắp đến Tết mà Tết ở Việt Nam là phải có hoa mai. Thì thưa chị, hôm nay chị đến thăm vườn hoa mai này thì có phải vì gần Tết hay là có một cái điểm gì đặc biệt không ạ?
Dạ thưa anh, trước tiên thì Hoàng Lan xin xin chào tất cả các quý khán giả của chương trình SBTN cũng như Trung tâm Asia. Và để trả lời câu hỏi của anh Hân thì hôm nay là cũng có một cái cơ may là Hoàng Lan ở gần, mặc dù ở gần đây nhưng mà cũng không biết đây là có một cái vườn mai quá đẹp luôn, và những cây mai là những cây bonsai được tỉa và cắt xén theo cái dạng hình bonsai giống như là của người Nhật. Thì và để trả lời câu hỏi của anh thêm một chút xíu nữa là mai là một cái đặc trưng của mai là tượng trưng cho ngày Tết. Khi mà mình nhìn thấy mai thì là mình thấy cả một cái trời Tết dài hiện đến. Thưa chị thấy cái công trình này làm do một thanh niên trẻ làm thì chị thấy cái công lao của anh như thế nào? Dạ thật sự thì Hoàng Lan rất là impressed, có nghĩa là tuổi đời thì có lẽ không có nhiều đâu, nhưng mà cái kinh nghiệm để mà trồng những cây mai mà theo như được anh Sang cho biết thì với tất cả những cái thời tiết ở trên nước Mỹ dù lạnh đến đâu, nhưng mà nếu mà mình có nghiên cứu đàng hoàng thì mình vẫn trồng được mai, và mai của Việt Nam thuần túy anh. Thành tử giờ Hoàng Lan rất cảm kích với một thanh niên vừa trẻ vừa đẹp trai lại vừa cái kiến thức để mà trồng mai, mà cái miền là mai của mình là miền nhiệt đới, mà ở đây là coi thuộc về là Florida, dù có ấm nhưng mà vẫn có một cái khí hậu gọi là lạnh anh. Thành thử rất là cảm kích và cảm phục luôn. Thưa chào hai chị, hôm nay đến cái vườn mai vàng Florida này để xem mai hay để mua mai thưa chị? Dạ, trước tiên là xem, với lại con cháu có mua 2 cây. Thưa chị, mai với lại Tết có ý nghĩa như thế nào cơ chị? Mai với Tết thường thường đi chung đôi với nhau để cho tụi này nhớ đến quê hương. Thưa chị, hồi nãy sau khi thăm cái nhà mà chứa đầy mai đang nở, và sau đây chúng ta xem một cái hồ cũng hoa mai xếp là rất là đẹp ở đây, thì chị thấy cái cảm tưởng như thế nào kìa? Cảm tưởng như tôi ở bên Việt Nam, nhớ đến chợ Tết ở Bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Đến chiều tối, hai gia đình thăm Miami về lại Atlanta, cũng ghé qua Sarasota mua chậu mai vàng tuyệt đẹp. Tôi thấy ở trong mấy tháng qua anh có quảng cáo trên đài SBTN, phải không anh? Dạ phải. Thì thưa anh, sau khi mà quảng cáo cả bao nhiêu tháng như vậy, thì anh thấy cái số người mua hoa mai và đến thăm viếng anh có gia tăng không anh? Có kết quả anh thấy rõ không? Dạ thưa chú. Chính là nhờ đài truyền hình SBTN mà cái phần quảng cáo của con, cái số khách của con hoàn toàn không biết, mà từ phương xa đến, từ các nước ở ngoài khác vô, mà tất cả các tiểu bang trên Hoa Kỳ này đều đến dưới mai vàng Florida. Đó là một điều ngạc nhiên mà sau khi con đã quảng cáo, con xin cảm ơn đài truyền hình SBTN rất là nhiều. Về dự định cho Tết năm tới của vườn mai vàng Florida, anh cho biết như sau. Con sẽ làm ra một cái vườn trái cây, có được một cái phong cảnh về quê ăn Tết, có vườn trái cây, có ao câu cá, có nhà thủy tạ và có mai vàng. Con sẽ làm ra thêm một cái vườn cây kiểng, và đặc biệt nhất là sẽ 1-2 năm gần đây sẽ mở ra một cái hội hoa mai. Bà con tất cả khắp mọi nơi sẽ được ngắm nhìn hoa mai hàng chục ngàn cây nở cùng một lúc. Thì chị có hy vọng là ngày nào đó thì cái hoa mai này, thí dụ có một cái ngày hội vui không ạ? Hoàng Lan hy vọng và cũng mong muốn chúng ta cũng sẽ có một cái ngày hội hoa mai. Hy vọng là cũng ở tại Sarasota của Florida. Xin cảm ơn chị ạ. Tôi xin cảm ơn anh Sang. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Kính chúc quý khán giả SBTN năm mới đầy hy vọng, phước lộc, thịnh vượng và hạnh phúc như sứ điệp của hoa mai.